Xin kính chào anh chị và các bạn. Trên tay Noah Hải Phòng là một chiếc tai nghe Sony. Chiếc tai nghe Sony này là tai nghe Sony giá rẻ nha anh chị nhé. Và nó chỉ có giá 100k thôi. Thì ở bên Noah Hải Phòng bán ra ngoài là giá 100k. Và đi anh chị mua bọ hát bên Noah Hải Phòng thì thường là đây là cái quà tặng kèm. Ở giờ mình sẽ mở hộp ra xem nó như thế nào. Những cái thông tin đây là những thông tin về cái tai nghe này. Tuy nhiên mình cũng nói rõ luôn, đây là cái tai nghe Sony Trung Quốc chứ không phải là hàng chính hãng nha các anh chị nhá. Chính hãng thì nó phải trên dưới 1 triệu hoặc là mấy triệu cơ. Đây là Sony Trung Quốc, tàu khựa thôi nhưng âm thanh khá là ok. Với mức giá chỉ 100.000 thôi thì chắc chắn là cái chất lượng của cái tai nghe này sẽ làm hài lòng tất cả, hầu hết tất cả các anh chị. Đó, chị. Nó có rất nhiều màu khác nhau, màu xanh, màu đen, màu trắng, màu đỏ và màu vàng. Đây là chiếc tai nghe màu đỏ và nó có thể kéo tùy theo, kéo ra hoặc ấn vào tùy theo cái kích thước đầu to nhỏ của anh chị. Và cái lớp lớp da êm tai đây cũng khá là chắc chắn. Rồi, với giá chỉ 100k thôi thì anh chị nào quan tâm đến cái tai nghe này thì truy cập vào đường link là miclife.com, nhấp vào phần phụ kiện thì anh chị sẽ tìm hiểu thêm về cái tai nghe cũng như là tìm hiểu thêm những cái phụ kiện khác, hoặc là nhắn tin cho mình qua số điện thoại và Zalo là 0904 68666 và mình sẽ cho anh chị xem thêm nhá.